mừng tất cả các bạn đến với tiết học thư viện ngày hôm nay. Bây giờ cô mời bạn Bảo Án hãy cất hát cho cả lớp hát một bài nào. Em yêu trường em 1, 2. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương. Các sách đến trường cho muôn bài yêu thương. Nào bàn nào ghế, nào sách nào bữa, nào bực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim vui trên cành cây cao. Rồi bây giờ trước khi vào tiết học, cô mời một bạn hãy nhắc lại cho cô nội quý thư viện nào. Cô mời con. Em là cô nội quý thư viện. 1. Mượn cả sách mượn hàng. 2. Không giữ gìn thư viện sạch sẽ. 3. Bảo khẽ khi các bạn đang đọc sách. 4. Không nuôi dưỡng trong thư viện. 5. Mở sách cẩn thận với bằng tay sạch. 6. Không biết vẽ đến sách. 7. Lấy sách nơi nào trả vào nơi ấy. Rồi, cô thấy các bạn nhắc rất là tốt nội quy thư viện. Và cô mong rằng các bạn hãy ghi nhớ và thực hiện thật là tốt nội quy thư viện này. Và tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia hình thức đọc to nghe chung. Hôm nay cô sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện. Bây giờ cô mời các bạn hãy quan sát. Đây là bức tranh bìa của câu chuyện mà ngày hôm nay cô sẽ đọc cho các bạn. Bây giờ cô mời các bạn quan sát nào. Các bạn hãy cho cô biết các bạn nhìn thấy gì ở trong bức tranh này. Cô mời bạn. Em thưa cô, em thấy một con dê, một con cáo, hai con chim và một con rùa. Rồi, cô cảm ơn ý kiến của bạn. Cô mời bạn nào. Em thưa cô, em thấy hai con chim, một con rùa, một con cáo, một con trâu. Rồi, cô cảm ơn bạn. Cô mời một bạn nữa nào. Cô mời con bạn. Em thấy một con thỏ, một con cáo, một con chim, một con ba ba. Rồi, vậy thì các bạn nhìn thấy có bao nhiêu con vật trong bức tranh này? Và đó là những con vật nào? Cô mời bạn nào. Em thưa cô, là 5 nhân vật. Con sao, con cáo, con rùa, con chim một kia. Rồi, cô cảm ơn bạn. Cô mời bạn nào. Em thưa cô, có 5 nhân vật, con thỏ, con cáo, con chim sẻ, con chim bọ kiến và con rùa. Vậy theo các bạn, ai sẽ là nhân vật chính ở trong câu chuyện này? Cô mời bạn. Cô, con sóc và con cáo. Rồi, cô mời bạn nào. Cô là con chim và con chim bọ kiến. À rồi, cô cảm ơn bạn. Cô mời bạn. Em cho cô là con dê và con cáo. Rồi, vậy theo các bạn, các bạn thử phỏng đoán xem cho cô các con vật này đã xảy ra chuyện gì ở trong câu chuyện này. Cô mời bạn. Em thưa cô, các bạn đang chơi đùa với nhau. Rồi, một ý kiến rất là hay. Cô mời bạn nào. Em thưa cô, các bạn đang đi câu cá. Rồi, cô mời bạn. Em thưa cô là các bạn đang rủ nhau đi chơi thuyền. Vậy để biết được rằng là các con vật này đã làm gì ở trong câu chuyện này thì ngày hôm nay cô sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện. Câu chuyện này có tên là Sóc và Cáo. Câu chuyện này tranh là do Hải Anh, Hải Nam, Huy Bình và lời là do Võ Quảng và My Hiền sáng tác. Trước khi đọc câu chuyện thì cô muốn giới thiệu cho các bạn một số các cái từ mới. Từ thứ nhất đó là từ nhảy phóc lên bờ. Từ này có nghĩa là nhảy nhanh lên bờ. Từ thứ hai đó là từ xảo quyệt. Từ này có nghĩa là mưu mô, dối trá. Các bạn đã hiểu chưa nào? Rồi. Bây giờ cô mời các bạn hãy chú ý lắng nghe cô đọc câu chuyện. Câu chuyện Sóc và Cáo. Bên kia sông có rất nhiều quả ngọt nên sóc muốn chuyển nhà sang đó. Sóc nhờ cáo chở giúp đồ đạc qua sông. Cáo liền nảy ra ý đồ cướp đoạt đồ đạc của sóc. Cáo nói:
Anh Sóc ơi, thuyền của tôi không chở nặng được đâu. Chỉ mình anh sang sông trước, đồ đạc của anh phải chuyển sang sau. Sóc đáp, người tôi nhẹ lắm, không làm chìm thuyền đâu. Thấy Sóc nói vậy, Cáo đành bảo, thôi được, tôi sẽ chở cả anh và chỗ đồ đạc này sang sông cùng một chuyến vậy. Vậy, theo các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nào, cô mời bạn nào. Thưa cô, Cáo sẽ chở Sóc qua sông và Cáo và Sóc sẽ trở thành bạn mãi mãi. Rồi, cô rất là thích ý kiến của bạn. Cô mời bạn nào. Thưa cô là Sóc, Cáo sẽ chở Sóc sang trước, rồi chở ra Sóc sang sau. Đúng rồi, một câu phỏng đoán rất là hay. Cô mời bạn nào. Em thưa cô là Cáo sẽ chở Sóc qua sông. Khi Sóc đến bờ thì Cáo sẽ chở đồ đạc của Sóc chạy ra xa. Rồi, cô rất là thích những cái phỏng đoán của các bạn. Vậy thì để biết được là chuyện gì đã xảy ra tiếp theo thì bây giờ cô mời các bạn lắng nghe cô đọc tiếp câu chuyện. Nhưng khi chống thuyền rời bến, Cáo cúi xuống vờ nhặt cây chèo và nhanh tay rút cái nút dưới lòng thuyền cho nước chảy vào rồi kêu thất thanh. Ôi, ôi, chim, chim, kìa anh Sóc ơi, mau lên, mau lên. Anh mau nhảy lên bờ tìm lá để tôi nút chỗ bị thủng lại. Sóc hoảng hốt nhảy phóc lên bờ tìm lá. Cáo thấy Sóc đã chạy xa liền cúi xuống nhét lại cái nút và ung dung chèo thuyền ra xa bờ. Sóc quay lại bến thấy con thuyền đã ra tới giữa sông. Sóc đuổi theo trên bờ, vừa chạy vừa kêu, bắt, bắt, bắt lấy thằng Cáo, nó cướp hết đồ đạc của tôi rồi. Mọi người chạy đến, ai cũng muốn bắt được thằng Cáo xảo quyệt. Nhưng đứng trước con sông rộng và sâu, nước chảy xiết, cả đám đông đều thấy bất lực. Vậy theo các bạn là Sóc có lấy lại được đồ hay không? Cô mời bạn nào. Rồi một câu trả lời rất là hay. Cô mời bạn. Một phỏng đoán rất là thú vị. Cô mời bạn nào. Em thưa cô, Sóc sẽ lấy được đồ tại vì có các bạn giúp đỡ. Rồi, vậy thì để xem phỏng đoán của bạn nào chính xác thì bây giờ cô mời các bạn lại lắng nghe cô đọc tiếp câu chuyện. May sao lúc đó có mấy chú chim bay đến, các chú súng ngay vào tấn công Cáo, chèo bẹo tới tấp vặt lông trên đầu Cáo, khiến Cáo tối tăm mặt mũi không mở nổi mắt. Còn có kiến dùng mỏ moi cho kỳ được cái nút dưới lòng thuyền, nước áo chảy vào thuyền. Cáo phải gấp rút chống thuyền vào bờ, trả lại tất cả đồ đạc cho Sóc và xin hứa sẽ bỏ nghề trộm cướp. Như vậy là phỏng đoán của bạn nào đã chính xác? Bạn Nhân và bạn Hằng. À đúng rồi, hai bạn đã có phỏng đoán chính xác về câu chuyện cô vừa đọc. Như vậy cô vừa đọc cho các bạn nghe xong câu chuyện Sóc và Cáo. Vậy thì bạn nào hãy cho cô biết câu chuyện này có bao nhiêu nhân vật và đó là những nhân vật nào? Nào cô mấy cô, bạn nào? Em thưa cô là có 4 nhân vật, đó chính là Sóc, Cáo, Rùa và Chim. Rồi, bạn trả lời đúng rồi đấy. Vậy các bạn hãy cho cô biết ai là nhân vật chính ở trong câu chuyện này? Cô mời bạn nào. Cô là Sóc và Cáo. Đúng rồi, Sóc và Cáo là nhân vật chính ở trong câu chuyện này. Vậy chuyện gì đã xảy ra đối với Sóc và Cáo? Cô mời bạn nào. Em dạ, như cô, Sóc đã bị Cáo lấy hết đồ và đi. Nhưng mà có chim và rùa đã lấy lại được đồ. À rồi, bạn trả lời rất là tốt. Vậy theo các bạn, chuyện gì đã xảy ra ở đầu câu chuyện nào? Cô mời bạn nào. Thưa cô, bên kia sông có rất nhiều quả ngọt nên Sóc muốn chuyển nhà qua bên sông. À rồi, cô mời một ý kiến nữa. Cô mời bạn. Em thưa cô là bên kia sông có nhiều quả ngọt nên Sóc muốn chuyển nhà sang bên kia.
Rồi các bạn trả lời chính xác rồi đấy. Bên kia sông thì có nhiều quả ngọt nên là sóc muốn chuyển nhà sang bên kia sông, đúng chưa? Vậy thì điều gì đã xảy ra tiếp theo? Cô mời bạn nào. Cô các bạn này đã ý đồ cướp nhà của sóc. Rồi, cô cảm ơn bạn. Cô mời con nào. Cô sóc này đã ý đồ và cướp hết đồ đạc của các bạn sóc. Rồi, các bạn trả lời chính xác. Vậy câu chuyện kết thúc như thế nào? Cô mời bạn nào. Được cô, câu chuyện kết thúc là có phải chú chim bay đến vật lông trên đầu cáo cảo mở nồi mắt lên đó để thuyền vào bến đưa trả lại đưa cho sóc. Rồi bạn trả lời rất là tốt. Cô mời ý kiến nữa nào. Cô mời bạn nào. Cô vì có các bạn của sóc nên cáo phải mất mũi trả lại hết đồ cho sóc và hứa sẽ bỏ người trộm cướp. Rồi, rất là tốt. Vì nhờ có sự giúp đỡ của các chú chim rùa cho nên là sóc đã lấy lại được đồ và cáo đã hứa là bỏ nghề trộm cắp, đúng chưa? Và qua câu chuyện này thì các bạn thấy cáo là một nhân vật như thế nào? Cô mời bạn nào. Cáo là một nhân vật rất xảo quyệt và lừa dối người khác nên vì mất lòng tin của người khác. Rồi, một câu trả lời rất là hay. Cô mời bạn nào. Em đừng cô. Chúng ta không nên học theo tính cách của cáo. Vì nếu làm theo tính cách của cáo sẽ mất lòng tin của người khác. Rồi, chính xác. Vậy, theo các bạn, chúng ta có nên học tập theo tính cách của cáo không? Và vì sao? Cô mời bạn nào. Không được làm theo cách của cáo. Vì cáo rất xảo quyệt. Rồi, cô cảm ơn ý kiến của bạn. Cô mời bạn. Em thưa cô, Long không học nên theo tính của cáo bởi vì làm như thế thì sẽ bị làm mất lòng tin của người khác. À, đúng rồi. Vậy chúng ta nên học tập theo tính cách của ai và vì sao? Cô mời con không? Thưa cô, chúng ta sẽ học theo tính cách của bạn Sóc vì bạn Sóc rất nhanh nhẹn và rất giúp đỡ các bạn. Ở trong rừng bạn trả lời rất là tốt. Cô mời bạn nào. Em là cô, chúng ta nên học theo tính cách của rùa và chim vì rùa và chim đã biết giúp đỡ sóc lấy lại đồ. À, chính xác. Và qua câu chuyện này thì chúng ta thấy cáo là một nhân vật rất là mưu mô, xảo quyệt. Vì thế chúng ta không nên học tập theo tính cách của cáo. Còn sóc, chim và rùa là những con vật rất là thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, được mọi loài vật ở trong rừng đều yêu quý. Và chúng ta nên học tập theo tính cách của sóc này, chim này, rùa này. Các bạn nhớ chưa? Vậy, trong cuộc sống của chúng ta, để được mọi người yêu quý thì chúng ta nên làm gì? Cô mời bạn Hoàng nào. Rồi, bạn Hoàng trả lời rất hay. Cô mời bạn nào. Em thưa cô, nếu muốn trở thành người tốt thì chúng ta phải dũng cảm, thật thà, không gian xạo. Rồi, rất tốt. Cô mời ý kiến nữa nào, cô mời bạn nào. Thẳng thật cô, chúng ta phải giúp đỡ người khác, không được lừa người khác, làm mất lòng tin của người. À, đúng rồi đấy. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn phải thật thà này, ngoan ngoãn này và không lừa dối người khác thì sẽ được mọi người yêu quý. Và các bạn chú ý, khi chúng ta kết bạn thì chúng ta hãy chọn cho mình những cái người bạn ngoan ngoãn, thật thà, dũng cảm và tránh chọn những người bạn xấu xa để tránh bị kẻ xấu làm hại. Các bạn nhớ chưa? Rồi, bây giờ để cô muốn các bạn thể hiện cảm xúc của mình đối với các con vật ở trong câu chuyện này bằng cách chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động viết, vẽ. Bây giờ cô mời các nhóm hãy di chuyển về nhóm của mình theo sự phân công của cô ở các tiết học trước nào. Ô, chạy đâu cho cô đi nào cô.
Các nhóm đã ổn định chưa nào? Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn như sau. Các bạn chú ý lên nào. Các bạn hãy vẽ cho mình một con vật, nhân vật mà các bạn yêu thích ở trong câu chuyện cô vừa đọc. Và sau đó các bạn hãy viết 3 đến 4 câu cảm xúc, suy nghĩ của các bạn về nhân vật mà các bạn vừa vẽ ở trên bức tranh này. Các bạn hiểu rõ yêu cầu chưa? Rồi. Bây giờ cô mời đại diện của các nhóm hãy lên lấy đồ dùng của nhóm mình về nào. Rồi, thời gian viết vẽ của các bạn bắt đầu. Các bạn viết họ tên vào nha, viết họ tên trước vào. Viết họ tên thì các bạn viết cho đầm lên, lấy cái màu lông đi viết cho đầm để hôi nữa. Các bạn viết họ tên của mình vào nha. Bạn bảo án vẽ con gì? Em thưa cô là em vẽ con cáo. À rồi. Còn Bạn Phúc vẽ con gì? Em thưa cô em vẽ con sóc. À, vì sao Bạn Phúc lại vẽ con sóc? Vì con sóc rất thật thà nên được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. À rồi, Bạn Phúc vẽ tiếp nhá. Bạn Kháng vẽ con gì? Bạn Kháng có thể vẽ ra chỉnh giữa cái khuôn này cho nó đẹp đấy. Nào, con viết tên của mình vào. Con viết tên của mình vào nào. Bạn Thuy Linh vẽ con gì đó? Vì sao con lại vẽ con rùa? À rồi, con tiếp tục vẽ nhé. À, bạn Quỳnh Anh đã vẽ cho mình được một con chim rồi. Bây giờ Quỳnh Anh tiếp tục tô màu nào. Bạn Anh Quân vẽ con gì? Em vẽ con rùa. Vì sao bạn Anh Quân lại vẽ con rùa? Bởi vì con rùa đã biết giúp đỡ bạn sóc để lại đồ. À rồi, bạn hãy tô những màu mà bạn anh con yêu thích vào con rùa này. Bạn Tấm vẽ con gì đấy? Vẽ con chim. À, vì sao bạn Tấm lại vẽ con chim? Vì con chim biết giúp đỡ bạn bè. À rồi, vẽ xong con hãy viết những cảm xúc suy nghĩ của mình ở dưới này nhé. Bạn Phúc vẽ con gì? Em là cô, em vẽ con sóc. À, vì sao Bạn Phúc lại vẽ con sóc? Vì con sóc rất thật thà nên được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Nào, con viết tên của mình vào. Bạn Thuy Linh vẽ con gì đó? Vì sao con lại vẽ con rùa? Tại nó rất bản sắc lại đồ. À rồi, con tiếp tục vẽ nhé. À, bạn Quỳnh Anh đã vẽ cho mình được một con chim rồi. Bây giờ Quỳnh Anh tiếp tục tô màu nào. Bạn Tấm vẽ con gì đấy? Vẽ con chim. À, vì sao bạn Tấm lại vẽ con chim? Vì con chim biết giúp đỡ bạn bè. À rồi, vẽ xong con hãy viết những cảm xúc suy nghĩ của mình ở dưới này nhé. Bạn Sóc. À, vì sao lại bạn Phước Long lại vẽ con chim ở trên cành cây này? Tại vì bạn đã thấy chuyện của Sóc và Cáo xảy ra chuyện. À rồi, một liên tưởng rất là hay. Rồi, tiếp tục tô màu vào nào. Con định vẽ con gì? Dạ, thưa cô, cháu định vẽ con sóc. À rồi, nhanh tay hoàn thành cái tác phẩm của mình nào. Dạ. Bạn Đạt vẽ con gì đấy? Vẽ con rùa. À, cô có thấy con rùa của bạn Đạt rất là đẹp. Các bạn nhanh chóng tô màu vào nào.
Vì sao bạn Hoàng lại vẽ con cáo? Tại vì em muốn vẽ con cáo ở phòng này thôi. Tô mau không? Rồi cô thấy con rùa của bạn rất là vẽ rất đẹp rồi. Con tô mau vào nào. Oh, bạn Thùy Trang vẽ rất là đẹp. Bạn Thùy Trang, Quỳnh Trang nhanh chóng tô mau vào nào. À, bạn Phước Khang vẽ, Phước Sang vẽ con gì đấy? Dạ em vẽ con chim. Cô thấy bạn Phước Sang vẽ con chim rất là đẹp. Bây giờ bạn hãy viết cảm nghĩ của mình ở phần dưới này nào. Cô thấy có rất nhiều bạn đã hoàn thành rất nhanh bài của mình rồi. Và bây giờ bạn nào xong rồi thì cô mời lên góc viết vẽ trưng bày sản phẩm của mình nào. Thank you.
ràng ngô. Các bạn ơi, cô Minh ơi. Nào. Sao? Các bạn nhanh chóng rửa bàn thì kiểm cô Minh nào. Để làm về phải lấy xuống tài. Sao ngô? Bao ngô bao ngô đủ. Eo của sáng. Nào. Chúng ta đơn thoái nè. Như vậy, qua phần viết vẽ vừa rồi, cô thấy các nhóm hoạt động rất là tốt và đã có những sản phẩm rất là đẹp. Cô khen cả lớp mình nào. Bây giờ cô mời bạn nào có thể lên giới thiệu về sản phẩm của mình cho cả lớp cùng nghe nào. Cô mời bạn Bảo An. Em thưa cô là em vẽ nhân vật cáo trong truyền sóc và cáo. Rồi bây giờ bạn Bảo An hãy chia sẻ về bức tranh của mình cho cả lớp cô nghe nào. Em thưa cô là bức tranh của em là em vẽ con cáo. Ở phần đuôi của nó thì em đã vẽ một màu vàng nhạt và màu cam đầm. Còn ở phần trên thì phần thân này của nó em đã tô màu cam nhạt và phần bên này em đã làm cho nó nổi bật hơn, là tô nó đậm hơn. Rồi, vậy thì qua bức tranh này bạn Bảo An muốn nhắn nhủ với các bạn trong lớp mình điều gì? Em thưa cô là hãy luôn sống trung thực, thẳng thắn và dũng cảm thì sẽ được mọi người yêu quý hơn. Và mình cũng mong các bạn tha lỗi cho cáo, bởi vì cáo cũng đã biết nhận lỗi của mình rồi. Cả lớp khen bạn nào. Rồi, cô mời bạn Bảo An về chỗ. Cô mời bạn khác nữa nào. Cô mời bạn Sáng. Bức tranh của bạn Sáng ở đâu rồi? Bạn Sáng, bạn Sáng đã vẽ con gì ở trong câu chuyện? Mình muốn vẽ con gì đây con? Mình muốn nói đây là con chi, bức tranh con chi. Rồi, bây giờ bạn Sáng hãy chia sẻ về bức tranh của mình cho cả lớp cùng nghe nào. Đây là bức tranh con chim trong câu chuyện sóc và cáo. Nó gồm có cánh, mỏ, chân, đầu, thân. Mình muốn nhắn nhủ các bạn điều là hãy luôn sống chân thực, dũng cảm, thật thà, không được lừa dối người khác. Rồi, cả lớp khen bạn Sáng nào. Bạn Sáng trả lời rất là tốt và vẽ bức tranh cũng rất là đẹp, đúng chưa? Cô mời bạn khác nào. Cô mời bạn Hoang nào. Bạn Hoang vẽ bức tranh con gì? Em thưa cô, em vẽ bức tranh con áo. Rồi bạn Hoang hãy giới thiệu về bức tranh của mình cho cả lớp cùng nghe nào. Em thưa cô, bức tranh của em được tô bằng hai màu, đó là màu cam và màu trắng. Nó có một cái bức tranh này, nó có hai tay rất dài và có những cái chân rất to. Rồi, vậy thì qua bức tranh này bạn Hoàng có muốn nhắn nhủ với cả lớp của mình điều gì nào? Em thưa cô là em muốn nhắn nhủ với cả lớp rằng chúng mình phải luôn thật thà, không trộm cắp của ai cả. Và nếu như chúng mình làm sai điều gì thì phải biết nhận lỗi. Rồi, cô rất là thích bức tranh của bạn Hoàng. Cô mời bạn Hoàng về chỗ, cả lớp khen bạn nào. Cô mời một bạn nữa nào. Cô mời bạn Anh Quân. Bức tranh của bạn Anh Quân ở đâu? Đây. Bạn Anh Quân vẽ nhân vật gì ở trong câu chuyện? Vẽ nhân vật rùa trong câu chuyện sóc và cáo. Rồi bây giờ mời bạn Anh Quân hãy giới thiệu về bức tranh của mình cho cả lớp nào. Rùa có hai tay, chân, đuôi. Và để thêm bức tranh thêm sắc sỡ thì mình đã tô thêm nhiều màu. Nó là màu gì? Màu đỏ, màu xanh nước biển và màu cam. Rồi, vậy thì qua bức tranh này, bạn Anh Quân muốn nhắn nhủ với các bạn trong lớp mình điều gì? Mình muốn nhắn nhủ rằng phải trung thực, thật tha và dũng cảm thì mọi người sẽ yêu quý. À rồi, cô cảm ơn bạn Anh Quân, cả lớp khen bạn nào. Rồi, ngoài ra cô thấy còn rất nhiều bạn vẽ những bức tranh rất là đẹp. Ví dụ như ở đây cô thấy có bạn Thiên Phúc, bạn đã vẽ cho mình một con sóc. Con sóc của bạn vẽ màu, có màu nâu. Và bạn có viết là em rất thích con sóc vì nó thật thà nên được các con vật yêu quý. Hay là bức tranh của bạn
Triều An. Bạn Triều An đã vẽ một con chim có màu vàng và bạn viết là em thích con chim vì khi sóc bị cáo lừa thì con chim lại giúp lấy lại đồ, và em thấy chim là một người biết giúp đỡ bạn bè. Hay là một bức tranh nữa, là đó là bức tranh của bạn Thùy Linh. Thùy Linh đã vẽ cho mình một bức tranh của con rùa có rất là nhiều màu sắc, và bạn Thùy Linh có viết là em rất yêu con rùa vì nó đã dũng cảm lấy lại đồ cho sắc. Và cô thấy còn rất là nhiều các cái bức tranh đẹp khác ở đây nữa, và chúng ta hãy trưng bày các bức tranh này ở đây để cho các bạn khác ở lớp khác đến và cùng chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của các bạn nhé. Rồi, và các bạn, các cái đức tính trung thực, thật thà, thẳng thắn, dũng cảm, đoàn kết, đó là những cái đức tính mà cô mong rằng tất cả các bạn ở đây chúng ta đều có để chúng ta sống một cuộc sống thật là tốt đẹp hơn. Các bạn nhớ chưa? Rồi. Như vậy, tiết học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Bây giờ cô mời các bạn nghỉ.